Vâng, xin chào cô Huấn. Hôm nay buổi trưa mình vừa đi ăn cơm với thầy Hà. Về thầy Hà có hỏi thăm cô Huấn. Ta chờ một chút để các bạn vào, các bạn sẽ bắt đầu. Người ta mấy ông con rể chạy đâu rồi? À, đã nhìn thấy ông Việt vào đây rồi. Hôm nay thầy trò mình sẽ thầy xin chào Dũng nhá. Nãy em mới thấy Dũng vào. Thầy xin chào Dũng, xin chào Việt. Để thầy một giây thầy tìm. Rồi, đã có Hiếu, có Việt, có Dũng và rồi còn mỗi ông Trương nữa thôi. À rồi, ok. Như vậy Việt đang có nhu cầu là xử lý số đánh sâu, sâu đánh số đúng không? Vậy thì ta sẽ giải quyết các bài tập về chủ đề về sâu. Và cái con test này thầy sẽ gửi lại các bạn ấy sau để thầy xem. Ở đây không có bài nào về số về sâu, sâu về số. Bài tập về số về sâu, sâu về số thì nó cũng giống như lần trước thầy bảo là nó thực tế là nó làm đã có bài tập về sâu, nó là bài tập về dễ đấy, đi đi thi chỉ mong nó rơi bài tập về sâu thôi, bởi vì bài tập về sâu nó không thể khó được, rất ít có những cái bài tập về sâu mà đủ khó cho đối với các bạn học sinh trung học cơ sở. Vậy thì ta sẽ sang cái bài toán tách số trong sâu để thầy tìm lại cái bài 113 này xem mọi người đã làm chưa nhé, còn chờ thêm một tí. Rồi, ok, bài này ta chưa làm. Vậy ta sẽ làm luôn cái bài toán này. Bài tập về như thầy bảo là hôm nay ta sẽ sẽ giải quyết một số các bài tập về sâu.
này. Giờ thì gấp các bài tập về sâu. Những bài tập về sâu là những bài rất chi là hay. Tuy nhiên thực toán trên nó quá chi là gà. Nên các bạn sẽ dễ dàng làm chủ được nó. Ủa, xong rồi cái bài này ta chưa làm nhỉ? Nhưng hôm trước thầy để dành để chuyển sang làm đề thi thử hay sao? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái nội dung chủ đề về sâu như đề nghị của Việt. Thì thầy trò mình sẽ có cái chủ đề về sâu khá hay. Tôi nhầm. Tôi cứ gửi các bạn bài này chưa đấy. Bài contest các bạn làm sau nhé. Rồi, ta sẽ sang cái bài tập đầu tiên. Xin mời các em mở cái file bài tập về sâu ngày 14 tháng 12 ra nhé. Trong ở cái file này thì ta sẽ đã 14 tháng 12, chục ngày nữa là Noel rồi. Nhanh ghê, mà sau này trời nó lại nóng nhỉ. Bình thường Noel trời nó phải lạnh. À, đề bài đầu tiên thì ta quay trở lại về cái bài toán tách số trong sâu, bài số 96. Vậy thầy sẽ nhảy sang đây. Tách số trong sâu. Đấy, rồi xin mời các bạn có khoảng tầm 5 phút để tư duy trước khi thầy cho mình bắt đầu nhé. Để mình đi kiếm cái gì? Uống cái. Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết bài toán này Shopee hay.
Rồi, thầy cho mình bắt đầu nhá. Hôm nay thầy cho mình sẽ bắt đầu với cái nội dung khá hay cho cái bài toán xử lý sâu. Như các bạn nhận thấy, để các bạn đợi chờ thầy tí nhé. Bạn sẽ cố gắng có 10 phút các bạn zoom một nửa màn hình nhỏ lại, một phần còn lại ta sẽ vừa nghe vừa giảng vừa code luôn cho nó nhanh. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài toán tách số ra khỏi sâu trong C cộng cộng. Thì để đề bài cho input là một sâu, yêu cầu là tách các số trong sâu ra. Ví dụ như với cái sâu như trên thì ta thấy có một số các ký tự số đứng cạnh nhau, nó ghép với nhau thành một số nguyên, và ta sẽ đưa các số nguyên đó ra trong sâu. Đấy. Như vậy đề bài thì rất đơn giản, đó là cho sâu tên file là bài 95. Input là một sâu, output là các số ở trong sâu. Đấy, dữ liệu đảm bảo có nghiệm. Vậy thì ở bài này các bạn nhận thấy như sau. Chúng ta có thứ nhất xác định bài toán. Bài toán thì đề bài là yêu cầu hãy nhập sâu. Vậy thì ta sẽ thực hiện nhập sâu S. Output của bài toán là đưa ra các số trong sâu S. Vậy thì để sau khi chạy xong chương trình, cái ta thu được là các số trong sâu. Tiếp đến, ta quay sang thuật toán để giải bài toán. Các em nhận thấy chúng ta sẽ thực hiện công việc. Đầu tiên, bước 1, sau khi free open xong, các em cần phải nhập sâu. Lưu ý, sâu này là sâu không có dấu cách, nên ta có thể sử dụng câu lệnh cin hay getline cin đều như nhau. Kế tiếp, để tách số ra khỏi sâu thì ta sẽ thực hiện công việc lưu các số đó vào trong một cái mảng C có k phần tử. Các bạn nào sử dụng queue hoặc stack hoặc là cái gì đấy để lưu trữ thì các bạn lưu nó lại. Vậy ở đây thầy hay sử dụng một cái mảng C có k phần tử. Bắt đầu thầy khởi tạo cái sâu S2 bằng sâu rỗng. Sâu này nó sẽ thực hiện nối các ký tự là số, nối các ký tự là số liên tiếp trong sâu. Vậy thì S2 ban đầu thầy khởi tạo bằng rỗng. Bằng rỗng nó tức là giữa không có dấu cách đâu nha, để khởi tạo nó bằng rỗng. Thầy gọi K là số lượng phần tử của mảng C. Ban đầu K không có phần tử nào. Khi đó ta duyệt từ đầu sâu cho tới cuối sâu. Nếu ký tự SI là số, tức là nó lớn hơn hoặc bằng 0, nhỏ hơn hoặc bằng 9, thì khi đó nó là một ký tự số. Thay vì việc đẩy nó luôn vào trong mảng thì thầy sẽ nối tất cả các số đứng cạnh nhau, nối tất cả các số đứng cạnh nhau thành một sâu số. Ví dụ như ở đây, ký tự 2 thầy nối nó vào sâu S2, gặp ký tự 3 thầy nối tiếp vào sâu S2, thầy thu được số 23. Sau đó thầy gặp một ký tự B không phải là số, vậy thì thầy sẽ cấp phát một phần tử mới cho mảng C, thầy đẩy thằng 23 này vào. Vậy thì ở đây thầy sẽ thực hiện công việc là chừng nào nó đã còn là ký tự số, tức là lớn hơn ký tự 0 và nhỏ hơn ký tự 9, thì thầy sẽ thực hiện công việc gắn S2 bằng S2 cộng sâu SI. Như vậy, sâu S2 nó sẽ lưu các ký tự số liên tiếp nhau. Khi gặp một ký tự nằm trong từ A đến Z ấy, thì nó sẽ thực hiện công việc là đẩy cái số này vào trong mảng C. Vậy thì ngược lại ở đây có nghĩa là nó là một ký tự, thì ta kiểm tra xem nếu nếu sâu này đang chứa một số nguyên, tức là nó chứa sâu số là số 23 chẳng hạn, thì ta sẽ thực hiện công việc là cấp phát một phần tử mới cho mảng C. Ở đây ta sử dụng câu lệnh etoy. Từ etoy nó viết tắt của là string to int, tức là chuyển sâu thành số. Như vậy hiện nay số sâu S2 của mình nó đang chứa số sâu 23. Vậy thì thằng etoy ta thu được số 23 và ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C. Khi đó mảng C được cấp phát một phần tử mới. Sau đó nó ghi số 23 vào. Đấy. Tương tự như vậy, tí nữa nó thu được các số mới, nó lại cộng cộng K lên, nó lưu số kế tiếp vào chỗ này. Sau khi thực hiện xong, ta thu được mảng C có K phần tử. Lưu ý điều đấy. Vậy thì sau khi thực hiện xong cái đoạn sâu trên, nếu ở thực hiện sau khi duyệt trong cả một cái sâu số trên, nếu cái sâu S2 của mình lớn hơn không, thì điều đó chứng tỏ sâu S2 đang chứa một số nguyên ở bên trong đấy. Vì nó chứa một số nguyên nên ta sẽ thực hiện đưa số đó ra. Nên thì bằng cái cách là đổi cái gen, nếu sâu sau khi thực hiện vòng lặp for trên, nếu sâu S2 của mình mà vẫn còn là khác rỗng, tức là nó đã còn chứa một số nguyên khác, thì đẩy nốt cái số nguyên còn lại. Thông thường nó là một số nguyên đứng ở cuối dãy, thì ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C và ta lưu nó vào.
đổi thằng S2 thành số và lưu nó vào vị trí thứ K trong bảng C. Tới đây ta thu được một mảng C có K phần tử thì ta for y chạy từ 1 cho đến K, ta đưa thằng AI ra. Lưu ý AI của mình ở đây nó được CI ra, nó được viết thành các dòng nên ta nhớ sẽ thêm thằng S-line cho nó xuống dòng cho nó ngầu. Đấy. Hôm sau mở rộng bài toán này lên thì người ta hỏi trong các phần tử này phần tử nào là lớn nhất? Thì các bạn sẽ thực hiện công việc là đi tìm giá trị lớn nhất trong cho một mảng một chiều. Ta khởi tạo rồi mắt bắt đầu khởi tạo giá trị vô cùng bé. Duyệt từ đầu mảng cho đến cuối mảng C, tức là ta cho y chạy từ 1 đến k. Nếu thằng CI nào mà lớn hơn RMax thì gắn RMax bằng CI. Sau đó đưa RMax ra. Đấy. Người ta hỏi trong các số này có bao nhiêu trong các số này có bao nhiêu số là số nguyên tố? Vậy thì ta duyệt từ đầu mảng C đến cuối mảng C. Nếu nguyên tố của thằng CI bằng chu thì ta tăng biến đếm lên. Đấy. Rồi, như vậy trên đây thầy đã giới thiệu nhanh cái bài toán này. Xin mời các bạn cùng làm bài. Các bạn có khoảng 10 phút để cốt bài này nhé. Hãy cố gắng gõ 10 nón. Nếu nào không gõ được 10 nón thì bảo thầy. Hôm nào thầy sẽ gửi tặng cô Huấn một cái kìm. Thầy ở nhà thầy dạy, thầy luôn để cái kìm ở đây. Các bạn biết để làm gì không? Bạn nào mà không gõ được 10 ngón thì các ngón còn lại thầy sẽ xử lý. Nên thế các bạn gõ 10 ngón nhanh lắm, không trượt phát nào. Rồi, xin mời các bạn cốt bài nhé. Được, về đây ta sẽ có động lực để làm bài toán này. Rồi, như vậy trên đây là thuật toán để giải bài toán này. Còn cốt chương trình thì mình cũng có thể thực hiện tổ chức thành nhiều cách. Tùy mọi người, người có thể tổ chức theo cách như nào, theo thầy nghĩ ta đề bảng như thế nào, ta sẽ làm như thế. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài. Cái video bài giảng thầy sẽ up trên kênh YouTube. Các bạn nhớ xem video bài giảng giúp thầy nhé. Like sẽ comment cật lực nhé. Có bao nhiêu tài khoản Google nhớ đăng ký giúp thầy. Rồi, ta có 5 phút để các em bắt đầu làm bài nhé. Bao nhiêu bài 96
cộng cộng k tức là k ban đầu bằng không, cộng cộng k tức là k bằng k cộng 1, nó tăng lên bằng 1. Sau ở vòng sau thì cộng cộng k, k nó tăng lên bằng 2, tức là nó tương ứng với câu lệnh k bằng k cộng 1. Thì mình ghi cộng cộng k trông nó ngầu hơn. Bạn trả lời một giây.
S2 bằng rỗng thể hiện rằng ban đầu nó không chứa cái gì bên trong đó cả. Sau trong cái quá trình khi ta đẩy thằng S2 vòng mà vào mảng C rồi thì S2 ta lại khởi tạo bằng rỗng lại. Nếu không thì ban đầu nó nối số 2 3 rồi, tí nữa gặp số 2 nó lại nối tiếp vào. Thì khi đó nó không còn đúng nữa. Nên ta khởi tạo nó bằng rỗng. Để giống như khởi tạo S bằng 0 mình của trong tính tổng ấy. Rồi bây giờ theo thứ tự từ bé đến lớn, xin mời Việt chia sẻ bài làm trước. Đó, ở ngay dòng số 24 em thêm một dấu cách nữa để cho nó cách nhau ra nhé. Đấy, đúng rồi. À, hình quê quê em xin nhầm 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 nhầm. Trong đề bài của mình hình như là nó endline xuống dòng. Việt ơi, nhớ khi chạy chương trình ngoài kết quả đúng thì phải kiểm tra xem nó có đúng định dạng hay không nhé. Được rồi. Như vậy thì bây giờ tất cả các bài toán trong để tách số ra khỏi sâu các em đều làm theo mô hình của bài toán trên. Trong 10 lần cốt thì 9 lần rưỡi các bạn phải cốt giống nhau. Lần thứ 10 thì các bạn cũng phải cốt giống như thế này nhá. Rồi, xin cảm ơn Việt. Hãy lưu ý khi chạy thử test của chương trình xong hãy tự nghĩ ra các test khác. Ở các buổi trước thầy có đề cập đến. Các chuyên gia bảo rằng hãy cố gắng sinh ra được 10 test khác nhau. Để thử test thì ta nên sinh ra các cái test hợp lý chấm sinh test linh tinh. Rồi xin mời Hiếu chia sẻ bài làm. Việc làm xong bài này rồi thì làm bài kế tiếp luôn. Xin mời Hiếu chia sẻ bài làm. Rồi, kéo xuống dưới để xem tiếp này. Ở trên ok rồi. Được rồi, ok. Chạy thử chương trình xem sao. Nhìn chương trình tổng quát chưa nói lên điều gì, chạy ra được kết quả mới là đúng. Sau khi thực hiện xong này, nếu mà việc các bạn cùng chuyển sang bài tập kế tiếp nhé, cả Dung đấy nhé. Rồi ta sang bài tập thứ hai, ta yêu cầu nếu như cái bài của chúng ta vừa làm là bài tách số trong sâu đã xong, thì bây giờ chúng ta quay sang bài toán kế tiếp là bài tìm số lớn nhất trong sâu. Đấy, tìm số lớn nhất trong sâu.
Bài 95 ta đã làm xong rồi thì bây giờ quay sang bài 96 nó quá chi là nhạt. Cái bài vừa rồi thầy đã đăng lên trên kênh YouTube, các bạn nhớ theo dõi, like, share, comment cả lần nhé. Tay số ra khỏi sâu. Ở bài kế tiếp chúng ta sang bài số 96. Ở bài toán này Việt Hiếu và các bạn đã nhận thấy như sau. Thực tế thì việc tách số ra khỏi sâu đã xong rồi thì công việc của chúng ta gần như là đã xong hết rồi, đúng không? Công việc của chúng ta bây giờ chỉ là đơn giản là đi tìm giá trị lớn nhất trên sâu. Vậy thì ta sẽ thực hiện tiếp như sau. Quên được cái này thì stop là Bandicam. Bandicam là một trong những ứng dụng chuyên để record màn hình khá hiệu quả, rất hiệu quả. Bạn có thể tải cái bản dùng thử của nó về. Như bạn có thể đang sử dụng là bản full. Hôm nay chúng ta tiếp với cái nội dung bài số 114, số lớn nhất trong sâu. Tên file là bài 96.idp và 96.out. Đấy. Đề bài yêu cầu cho một cái sâu S và chứa chỉ chữ bao gồm các ký tự là chữ cái và chữ số. Nhiệm vụ của chúng ta là hãy tìm chữ số lớn nhất ở trong sâu. Như vậy thì ở bài toán này thì muốn tìm được chữ số lớn nhất trong sâu thì việc đầu tiên của chúng ta là phải tách được các số ra khỏi sâu đã. Đấy. Phải tách được các số ra khỏi sâu. Sau khi tách số đưa ra khỏi sâu rồi thì ta lưu nó vào một mảng. Ví dụ như khi nãy ta đã lưu ra vào một cái mảng C có K phần tử. Vậy các em sẽ thực hiện công việc tìm giá trị lớn nhất trong sâu như sau. Vậy thì để tách số ra khỏi sâu lưu vào một mảng C có K phần tử thì chúng ta làm như sau. Bước đầu tiên thì ta xác định bài toán. Input của bài toán là nhập một sâu S. Sâu S của mình đây không chứa dấu cách, chứng tỏ sâu S này là ta sử dụng câu lệnh cin sâu S được, hoặc sử dụng thằng getLine cin cũng được. Cái thứ hai, ta thực hiện người ta yêu cầu đi tìm số lớn nhất trong sâu, vậy thì ta đưa giá trị lớn nhất trong sâu ra. Xong. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ thực hiện như sau. Về thuật toán, chúng ta sẽ thực hiện là nhập vào một cái sâu S. Thuật toán nhập vào một cái sâu S. Bước 2 tách các cái bước thứ hai sau khi nhập xong, tức là sau free open xong, các em thực hiện CIN sâu S xong thì ta mới bắt đầu thực hiện một bước trung gian. Đó là tách tất cả các số trong sâu S lưu vào trong mảng C có K phần tử. Để làm được việc này thì tương tự như bài 95, ta sẽ làm như sau. Bắt đầu ta khởi tạo một sâu S rỗng, S2 rỗng bởi vì nó chứa các cái số này, để tí nữa nó chứa lần lượt các số này. Thì ta khởi tạo K là số lượng phần tử của mảng C, lưu tất cả các số trong sâu. Ta duyệt từ đầu sâu cho tới cuối sâu, lưu ý sâu trong C cộng cộng đánh số thứ tự từ 0. Nếu ký tự thứ y mà lớn hơn ký tự 0 hoặc ký tự thứ y nhỏ hơn ký tự 9 thì chứng tỏ nó là số. Nó là số thì ta nối nó vào sâu S2 bằng S2 cộng SI. Như vậy thì ta nối nó được vào đây, vào đây, vào đây. Đấy. Khi ta nối xong một số rồi, khi gặp một ký tự thì ta sẽ kiểm tra xem nếu sâu S2 lớn hơn rỗng, chứng tỏ có một số trong sâu S2, ví dụ như số 23. Khi đó ta convert số 23 này từ sâu sang số bằng cái thủ tục etoi. Etoi viết tắt của chữ string to int. Nha. Nên ngày xưa thầy học thầy không biết etoi nó là cái gì, thầy cứ nhớ cái gì mà etoi etol gì gì đấy, f etol chẳng hạn đấy. Thì lưu ý là string to int tức là từ kiểu sâu thành kiểu số, người ta viết rất dễ nhớ. Thì ta đổi sâu S2 thành số S2 thành một số và ta cấp phát một phần tử mới trong bảng C và lưu giá trị số này vào. Như vậy mảng C của thầy lần lượt lưu các số 5, 23, 2, 1, 3, 4 và 88.
Rồi, sau đó ta khởi tạo S2 rỗng để thực hiện nó đi nối các sâu kế tiếp, nối các sâu số kế tiếp. Nếu ta không khởi tạo S2 bằng rỗng ở đây, thì tất cả các số ở trong sâu này nó nối với nhau thành một số to và thành 4, 4, 3, 2. Đấy, nó nối thành một cái số dài và khi đó bài toán của mình sẽ bị sai kết quả. Do đó S2 khởi tạo bằng rỗng là để khởi tạo lại bằng rỗng trước khi đi nối lại các cái sâu số khác. Sau khi thực hiện công việc for này xong, cái ta thu được là một mảng C có k phần tử. Tuy nhiên ta cũng nên lưu ý rằng sau khi thực hiện vòng for trên xong, nếu cái thằng S2 mà còn lớn hơn không, chấm sai lớn hơn không, chứng tỏ trong S2 vẫn đang chứa một số mà chưa được đẩy vào trong mảng C, thì ta đổi nốt nó thành số và đẩy nó vào trong mảng C nhé. Đấy, trường hợp này nó sẽ rơi vào trường hợp đó là có một cái số nguyên đứng ở cuối sâu, thì sau khi chạy xong thì nó chưa kịp đẩy vào thì nó thoát mất rồi. Đấy, tới đây thì ta đã thực hiện thu được mảng C có k phần tử. Bài toán tới bây giờ thì công việc của chúng ta thật nhẹ nhàng, yêu cầu đi tìm giá trị lớn nhất trên mảng C. Đây là bài tập bảng một chiều. Bắt đầu ta khởi tạo giá trị Z bởi một cái giá trị vô cùng bé, vì ta đang đi tìm giá trị lớn nhất mà. Duyệt từ đầu mảng C cho tới cuối mảng C, lưu ý mảng C có k phần tử. Nếu CI mà lớn hơn Z để thức này điều kiện đúng, thì chứng tỏ CI mới là thằng lớn nhất. Vì CI thằng lớn nhất nên ta lưu Z bằng CI để cập nhật giá trị Z. Kết thúc của cái vòng for trên ta thu được là Z là kết quả của bài toán. Vậy ta đưa Z ra và kết thúc giải thuật. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cái bài tập tách số ra khỏi sâu nó thật là đơn giản. Đấy, như vậy thì ta hoàn toàn có thể tổ chức khai báo một cái mảng C, khai báo biến K, rồi khởi tạo sâu S, khai báo biến hai sâu, khởi tạo sâu S2 bằng rỗng, để từ đầu sâu, đấy, ta nối nó vào sâu S2. Nếu độ dài nó lớn hơn không, chứng tỏ nó chứa một số, thì cấp phát một phần tử mới cho mảng C để convert thằng S2 từ sâu sang số, lưu nó vào mảng C, khởi tạo lại S2 bằng rỗng để đi tìm sâu kế tiếp. Nếu sau khi thực hiện giao vòng for, nếu mà S2 chấm sai lớn không, chứng tỏ trong S2 đang chứa một số, thì cấp phát một phần tử mới, lưu nó cái số đó vào. Sau đó ta đi tìm giá trị lớn nhất trên mảng C. Thực hiện xong công việc trên thì ta thu được là giá trị lớn nhất trong sâu. Ở đây thầy vẫn đang thích áp dụng sử dụng cái mô hình bài toán là đẩy nó vào trong mảng C, bởi vì sau này ta có thể gặp các bài toán khác trên sâu. Nhưng hãy luôn nhớ rằng sau khi thực hiện xong ở bước 2, ta luôn thu được mảng C có k phần tử. Khi đó người ta yêu cầu đếm số lượng số chẵn trong sâu, đếm số lượng số lẻ trong sâu, rồi vân vân mây mây. Thì các bạn cố gắng nhé, ta cũng sẽ làm như thế. Rồi sau cái đoạn phân tích như trên, bây giờ thầy xin mời theo thứ tự từ bé đến lớn, mời Việt chia sẻ bài làm. Bài 96 em nhé. À quên, đúng rồi, nó là bài 96 đấy. Thầy nhớ nó là bài 96. Em sửa lại tên file thành bài 96 giúp thầy. Em lười thì đập cho em một phát bây giờ. Mỗi lần làm thì em nhớ copy toàn bộ file của bài cũ, tạo new project mới, sau đó thực hiện cái công việc là đấy, chứ bởi vì sau này mình có thời gian ấy, thì mình mở toàn bộ các bài làm thầy Thành đã dạy rồi, các em mở ra để xem. Trong 1 2 hôm nữa thầy sẽ gửi tới các em cái file nội dung thầy trò mình đang học đây, để các em có một cái thời gian ôn tổng hợp. Lưu ý server khi nào chạy các em nhớ nộp bài nhé. Rồi bây giờ sau khi bạn thực hiện như trên xong, thì bạn đã thực hiện cái công việc là đi tìm được giá trị lớn nhất trong cái từ dòng 23 cho đến dòng 27. Bắt đầu red khởi tạo bởi một giá trị vô cùng bé, như thế là ok rồi, chạy thử chương trình xem sao. Cái này chạy ra giá trị lớn nhất là 88. Rồi bây em mở sang file input, em sửa, em thêm nghiệm nó rơi vào vị trí khác đi. Không không để ở cuối sâu nữa. Nghiệm bây giờ rơi vào đầu giữa sâu đi. À, em cứ để nguyên cái sâu đấy, em chèn vào một cái số ở giữa sâu. Rồi, chạy thử xem sao. Kết quả này đúng hay sai? Được rồi, ok, bây giờ cho nghiệm rơi về đầu sâu.
Sau khi thực hiện xong những nộp bài, khi nộp bài nhớ thay đổi lại cái thằng Free Open không lại L nhé. Lưu ý khi đi thi chỉ nộp bài một lần duy nhất, hãy thận trọng chạy lại rất nhiều lần. Hãy để nghiệm rơi vào tất cả các vị trí để tránh ngộ nhận rằng nó là thằng cuối cùng. Rồi, xin cảm ơn Việt, xin mời Hiếu chia sẻ bài làm. Ông Việt ông lưu vào cloud được đấy. Mẹo ghê. Kéo xuống dưới tiếp thầy xem nào. Kéo lên trên cùng nào. Được rồi. Em chạy thử chương trình đi. Hãy nhớ rằng các bài toán tách số ra khỏi sâu sau khi tách xong thì ta quay về bài tập mảng một chiều nhé, cho mảng C có k phần tử. Đếm số lượng số chẵn, đếm số lượng số lẻ, đếm số lượng là số thể thành, vân vân, mây mây. Đấy. Đây là trường hợp rơi nghiệm ở giữa rồi, chạy lại tiếp. Trong nghiệm rơi ở đầu, nghiệm rơi ở cuối. Là số lớn nhất nó ở đây là số đầu tiên hoặc là số cuối cùng ấy. Thì nó mới phản ánh đúng được tất cả các trường hợp. Tiếp đi. Rồi nộp bài luôn à. Mày hiểu nhé. Rồi, giờ xin mời các bạn tiếp tục nộp bài nhé. Dũng cũng làm là theo cùng các bạn Dũng nhé. Không phải thấy thầy nhắc sao, không nhắc là tí nữa thấy Dũng ngủ khò khò chạy cả nước nhái. Ướt hết bàn phím thì nguy hiểm. Mấy đứa kia là nó chụp ảnh đăng gửi cho thầy ngay đấy. Ủa? Sao chưa nhìn thấy nộp bài 96 nhỉ? Phải thể kiểm tra lại test bài 96 ấy. Kiểm tra lại xem tí. Các bạn nộp bài nhé. Sao lại không hiện lên đây nhỉ? Đây, kiểm tra lại tên bài 95, 96. Hôm tới thầy gửi cô Huấn toàn bộ cái đề bài và test này. Hy vọng là cô Huấn sang năm sẽ cùng với các bạn lớp 8 lên. Lớp 9 năm nay thì kiểu gì các bạn cũng sẽ có cái kết quả khả quan. Như các em này, ngoài việc chia sẻ bài làm của mình lại cho cô giáo để cô dạy các khóa sau, thì thầy cũng sẽ gửi toàn bộ cái bài giảng của thầy tới cô giáo. Video thì thầy vẫn để sẵn trên kênh YouTube rồi.
Ủa? Tức là các bạn này đúng mà. Ủa, cái bài 95 của thầy nó là bay màu đâu rồi nhỉ? Ông Việt chạy sao kết quả các đáp án thế nhỉ? Để thầy xem tại test bài số 95 nhé. Hiếu nộp luôn bài 95 nhá. Bài này ra 88. Ủa? Bài số 95 là tách số ra khỏi sâu. À, cho thầy đi. Test nó đang có chút vấn đề. Xin lỗi bà con. Đây là kết quả của làm trong Python. Chả trách thì không thấy bà con nào làm đúng bài này thì hơi vô lý. Rồi các bạn nộp lại bài 95 giúp thầy nhá. Rồi, Hiếu đã nộp bài.
Rồi, như vậy bố à Việt nộp hai lần nhỉ. Do test của thầy bài này có vấn đề, chả trách từ trước giờ tìm mãi không thấy đâu. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài số 95, bây giờ chúng ta sẽ sang bài kế tiếp 95 96. Bây giờ chúng ta sang bài 84 trên tên của sau thứ tự của nó lông cơm này. Đề bài yêu cầu là hãy cho sâu S1 hãy đếm à khoan từ từ nhé. Nén sâu là nén sâu. Rồi, ta làm bài giải nén sâu trước đi. Bài này nó có một cái nhu cầu là tách số ra khỏi sâu. Ta làm bài 100 trước nhé. Nó đặt cùng một phong. Rồi, thầy cho mình giải quyết bài này trước. Bài số 100. Đề bài yêu cầu là hãy nén sâu và hãy cho một cái sâu đã được nén lại. Hãy giải nén sâu này ra. Ví dụ như A3 tức là số A xuất hiện 3 lần. B3 tức là số B xuất hiện 3 lần. Ủa, sao B ở đây có một xuất hiện 2 lần vậy? Xin lỗi bà con. Cái mẫu số. C4 xuất hiện 4 lần, D1 xuất hiện 1 lần. Thì quay trở lại thì chỉnh sửa tên tí. B3 thêm thằng B nữa. A3B3 C4D1. Rồi. Như vậy chúng ta sẽ có bài toán này, các bạn tư duy 2 phút nhé. Để xem em mình sẽ làm như thế nào. Những cái nội dung bài vừa rồi có cả video à, có cả cái hướng dẫn thuật toán Dũng. Và các bạn thi lớp 8 thì nhớ tải lưu về máy nhé. Không phải hôm Zalo nó xóa èo cái là mất luôn đấy. Ta chuẩn bị bắt đầu các em nhé. Các bạn xác định bài toán thật tốt đấy. Cho một cái sâu S. Yêu cầu đưa sâu.
Bạn trở thành một giây. Rồi, thì cho mình sẽ bắt đầu với cái bài toán này như sau. Vừa rồi thì các bạn nhận thấy thầy sửa từ một cái bài cũ sang cái bài tách số ra khỏi sâu. Như vậy công việc của chúng ta sẽ thực hiện công việc tách số ra khỏi sâu trước nhé. Chờ một tí. Đúng là wifi ở nhà nó ngon hơn bao nhiêu nhỉ? Đỡ phải lag của thân các bạn hôm qua nghe thầy đọc. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện bài toán như sau. Đề bài là hãy nhập đề bài cho một cái sâu bao gồm chứa các quên cho thêm một tí. Hôm nay thầy cho mình sẽ giải qua tiếp giải quyết cái bài toán giải nén một sâu. Đề bài cho một cái sâu lưu dưới dạng cứ một ký tự rồi đến các cái số nguyên, đến ký tự các số nguyên này có thể có một hoặc nhiều chữ số. Đề bài yêu cầu cho một cái sâu như thế này. Nhiệm vụ của các em sẽ cần phải để giải nén nó ra. Ví dụ như ở đây A3, vậy A xuất hiện 3 lần. B3, B xuất hiện 3 lần. C4, C xuất hiện 4 lần. D xuất hiện 1 lần. Như vậy thì các chữ số ở trong sâu này là các cái số nguyên. Vậy thì chúng ta có thể có nhiều chữ số. Chắc là dưới 19 chữ số thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là hãy tách số để hãy giải cái nén cho một cái sâu này, hãy giải nén nó ra. Hiếu và các bạn nhận thấy như sau. Để giải nén được cái sâu này thì bằng sống bằng chết thì chúng ta phải tách được các số này ra. Đấy. Vậy thì thầy tách các cái số này, thầy lưu vào trong một bảng C có K phần tử. Các ký tự A, B, C, D này thầy nối nó vào sâu S0. Vậy thì ta xác định bài toán trước nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ thực hiện là nhập sâu S và sau đó ta đưa cái sâu giải nén ra. Giải sâu giải nén. Rồi. Đó, các cái video này nếu mà các bạn chưa hiểu chỗ nào các em xem lại trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của Thành nhé. Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện công việc để tách số ra khỏi sâu thì y như cái bài số 95 96. Chúng ta sẽ thực hiện cái công việc sau khi nhập sâu S, lưu ý sâu này không chứa dấu cách nên ta hoàn toàn được sử dụng Cin hoặc Getline. Tiếp đến các em tách số ra khỏi sâu. Khi tách số ra khỏi sâu thì ta lưu ý ví dụ với cái sâu này sau khi tách xong thì thầy lưu được mảng C có các cái giá trị chứa các số phân biệt. Ngoài ra ta lưu luôn được một cái sâu S0 lưu các ký tự khác nhau. À không phải các ký tự khác nhau, là các cái ký tự là chữ cái ABC từ A đến Z. Đấy, thầy nối nó lại vào sâu S0. Ở đây là trong các ký tự lần lượt lặp lại ở đây thì thầy lưu lại theo đúng thứ tự của dữ liệu đầu vào. Vậy thì ở bước 2 thầy sẽ thực hiện công việc là tách số ra khỏi sâu. Đấy, và lưu nó vào trong bảng C có K phần tử và lưu luôn cái thằng S0. Đấy, bây giờ ta có thêm một cái thằng nữa là thằng S0. Là thằng S0 này sẽ thực hiện lưu các cái ký tự lớn hơn bằng 0, lớn hơn bằng ký tự A, nhỏ hơn bằng ký tự Z trong sâu S ban đầu. Vậy thì để làm việc đấy, chúng ta sẽ làm như sau. Bắt đầu khởi tạo S2 bằng rỗng. Thằng S0 bắt đầu ta khởi tạo bằng rỗng. Rồi K lưu số lượng phần tử của mảng ta cũng lưu rỗng luôn. Ta duyệt từ đầu sâu đến cuối sâu, lưu ý rằng trong sâu thì các ký tự đánh số thứ tự từ 0 trở đi. Vậy thì nếu nó là ký tự số thì ta nối nó vào sâu S2. Đấy, ngược lại thì nó là ký tự bình thường thì ta nối nó vào sâu S0. Đấy, như vậy so với cái bài trước thì ta bổ sung thêm câu lệnh này. Sau đó nếu thằng S2 lớn chấm sai lớn hơn 0 chứng tỏ trong S2 chứa một số nguyên thì cấp phát một phần tử mới đẩy nó nốt vào trong sâu này. Đấy. À, thì ta sẽ chứa một số nguyên thì ta đẩy nó vào sau ta khởi tạo S2 bằng rỗng.
để nó đi nối các cái số kế tiếp ở trong sâu. Sau khi thực hiện công việc trên xong thì nếu thằng S2 chấm sai vẫn lớn hơn không thì chứng tỏ trong sâu này đang chứa một số nguyên, thì ta put nốt nó vào trong sâu, put nốt nó vào trong mảng C của K phần tử. Rồi, tới đây ta thu được một mảng C có K phần tử, ta lưu được một sâu S0. Vậy để giải nén các số trong sâu thì về bản chất của chúng ta là cứ với mỗi ký tự SI thì nó sẽ xuất hiện là CI lần. Nên thầy gọi sâu kết quả là kết quả của bài toán, khai báo một cái string kết quả. Thầy duyệt từ đầu mảng C đến cuối mảng C thì rõ ràng ký tự thế y, thứ y xuất hiện CI lần. Nên thầy lặp lại cho di chạy từ 1 cho tới CI thì sâu kết quả sẽ nối với sâu S0 ở vị trí thứ y trừ 1 là CI lần. Ta lưu ý rằng khi ta cấp phát một phần tử mới cho mảng C thì K nó tăng lên bằng 1, nhưng cái thằng S0 của mình thì nó lại lưu ký tự từ 0 trở đi, bởi vì trong sâu thì các cái ký tự nó được đánh số thứ tự từ 0 trở đi mà. Nên khi y của thầy chỗ này khi y của thầy bằng 1 thì khi đó nó sẽ là S0, lấy 1 trừ 1 bằng 0 thì nó lấy S0 ở vị trí thứ 0 cộng vào. Khi y bằng 2 thì 2 trừ 1 bằng 1 thì đúng rồi, vậy thì S0 ở vị trí thứ 1. Bởi vì S0 nó đánh số thứ tự từ 0 trở đi mà. Vậy thì ta cho y cho di chạy từ 1 cho đến CI và ta thực hiện công việc kết quả cộng với S0 ở vị trí thứ y trừ 1. Sau công việc này xong thì ta đã thu được một cái sâu giải nén chính là sâu này. Đấy, ta thu được sâu giải nén chính là sâu này. Và khi đó ta sẽ đưa sâu giải nén ra. Bài tập nén sâu và giải nén sâu là một trong những bài tập hay, quan trọng. Rồi đó các em lưu ý nhé. Đây, thầy lưu ý. Các video này thì thầy đăng trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn nhớ like, share, comment cật lực nhé. Như vậy thì hiếu hiếp và thỉnh thoảng vào thả ha ha trong đó cũng được, không sao. Ta có thể tổ chức nó rất nhiều cách nối nó vào một sâu. Rồi. Như vậy trên đây thì chúng ta đã giải quyết xong được cái bài toán tách giải nén một sâu, và chờ chúc các bạn cài đặt thành công nhé. Rồi bây giờ thì gửi lại cái các bạn về tư tưởng giải thuật của thằng này. Rồi bây giờ các bạn có khoảng 5 phút để cài đặt bài toán này nhé.
Rồi xin mời Việt chia sẻ bài làm. Nó là một stretching nhé. Tôi phải đập cho cái ông này một phát lại bài 95. Ông Việt này sẽ bị ăn trưởng rồi. Ủa có nhập bài bên này không, bài kia mà đấy thôi, chạy lại input đi, input bài không phải sau này, bài này là bài ném sâu đập cho một phát. Bây giờ có nhập tên rồi, kéo xuống dưới bài 100 đấy, đấy thấy chưa, đặt tên file nó đặt tốt chưa, và đáng bị đập công việc. Hôm nào thầy tặng cô Huấn cái kìm mới được, đứa nào mà đặt sai tên file cho ăn trưởng luôn. Hiếu cố gắng lên chuẩn bị. Ủa sao không ra gì à, cuối chương trình em phải đưa thằng sâu kết quả ra chứ, nếu format lại code trước khi chạy chương trình nhá. Được rồi, xin cảm ơn Việt. Nộp bài cẩn thận. Xin mời các bạn nộp bài 100. Rồi, xin mời Hiếu chia sẻ bài làm.
Được rồi, hiểu ạ. Chạy thử chương trình xem sao. Thử các cái số có hai chữ số nhé. Ví như số 1, à số A xuất hiện 10 lần, số B xuất hiện 8 lần, số C xuất hiện 12 lần. Đấy, mình phải thử những cái test như vậy. Và tất cả các bài này bất cứ thời điểm nào các em cần có nhu cầu làm lại, các em phải cố được nhé. Không phải là vì chúng ta đang làm liên tiếp nên các em nhớ được đâu. Tất cả những cái gì đã được học cần phải nhớ được. Thì thế nó cũng dễ nhớ mà. À, xin mời Việt nộp bài lên server nhé. À quên, Hiếu nộp bài lên server. Rồi, bây giờ tới đây chúng ta đã giải quyết xong được cái bài toán này, một trong những bài toán nén sâu rất hay, nén sâu và giải nén sâu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang bài toán kế tiếp là bài bài 84. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sang bài kế tiếp, bài đếm sâu số này trong số kia. Rồi, chúng ta sang bài kế tiếp, bài đếm sâu. Đề bài là cho cái sâu S1 và sâu S khỏi sâu S1 xuất hiện trong sâu S bao nhiêu lần. Như ở trên thì ta nhận thấy sâu AB xuất hiện trong sâu này. Như vậy thì ở cái bài toán này thì để đếm sâu S1 trong sâu S thì rõ ràng ta sử dụng một số các cái thủ tục cơ bản trên sâu. Ta có thể sử dụng thằng S.file để đi tìm kiếm sâu này trong sâu kia. Đấy, tìm kiếm sâu này trong sâu kia. Tìm kiếm sâu này trong sâu kia. Và khi tìm kiếm sâu này trong sâu kia thì ta sẽ nhận thấy rằng khi tìm kiếm xong rồi thì cái nơi tìm kiếm kế tiếp đó là từ vị trí kế tiếp trong sâu cho đến cuối. Vậy thì ở đây ta sẽ sử dụng thằng S.file và có thằng s.file.pop, à phải pop, là ta có hai cái loại s.file tìm kiếm. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với bài toán số 84 này nhé. Các bạn nhớ để đếm số lần xuất hiện sâu này trong sâu kia, ta làm khá đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện như sau. Để đếm nha.
Vậy thì để đếm sâu này xuất hiện trong sâu kia. Với bài số 17 cho sâu S1 và sâu S, nhiệm vụ của các bạn là thực hiện đếm số lần xuất hiện sâu 1 trong sâu S. Vậy thì để đếm số lần xuất hiện sâu 1 trong sâu S thì ta nhận thấy như sau. Ta sẽ thực hiện cái thao tác, các em sẽ thực hiện thao tác sử dụng cái thằng S chấm file thằng S1 để tìm kiếm thằng S1 trong sâu S. Nếu mà tìm thấy thì ta tăng biến đếm lên. Đấy, tìm thấy thì ta tăng biến lên lên. Trở này thì cái server của thầy hôm trước nó bay màu nên mấy cái bạn bị mất tài khoản chưa vào được. Các bạn nào trong quá trình làm mà bị mất tài khoản thì các em nhớ báo thầy để thầy cấp lại nhé. Cái file Excel này thỉnh thoảng nó vẫn mất rồi. Hôm trước vui vui. Các bạn bé bé vừa nhắn cho thầy bạn này là thủ khoa của lớp truyền tin, một cô con gái khá ngầu. Hôm nào Hiếu và Việt và giúp làm quen với chị nhé. Con gái là thủ khoa lớp truyền tin. Một chị rất siêu. Tên là Cam Lý Tiểu Băng. Con gái tên đã rất đặc biệt rồi. Hôm sau Hiếu và Việt phải thầy cho em xuống đây với, cho em thi vào chuyên môn bài. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta cho sâu S và sâu sâu S1 và sâu S. Vậy thì đề bài ta sẽ thực hiện nhập sâu S1 và sâu S. Nhớ rằng sâu S1 là sâu bên trên, sâu S là sâu bên dưới. Nhớ nha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp công việc. Được người ta yêu cầu là đưa ra số lần xuất hiện sâu S1 trong sâu S. Vậy thì về tên tư tưởng các bạn sẽ như thực hiện như sau. Sau khi free open xong thì bước 1 ta sẽ nhập số S và S1 và số S. Bước 2 ta khởi tạo P bằng 0, lưu vị trí bắt đầu tìm kiếm trong sâu. Ta khởi tạo Z là kết quả là lưu số lần xuất hiện của S1 trong S. Ở đây thì ta có thủ tục S.file S1P. Cái hàm này có nghĩa là tìm kiếm sâu S1 trong sâu S từ vị trí thứ P. Đấy. Tìm kiếm S1 trong sâu S. Để ghi chú ở đây. Tìm kiếm S1 trong sâu S từ vị trí P. Để tìm S1 trong sâu S từ vị trí P. Vậy thì các bạn nhận thấy rằng à hóa ra để tìm được S1 trong sâu S thì chúng ta sẽ thực hiện các cái thao tác như sau. Đầu tiên thì ta sẽ thực hiện cái công việc là ta thực hiện là chừng nào cái thằng S1 đang còn xuất hiện trong sâu S thì chứng tỏ rằng thằng đây là một chỗ vị trí tìm thấy. Vậy thì biến đếm của các em sẽ tăng lên một đơn vị. Vậy thì biến Z của ta sẽ tăng lên một đơn vị Z cộng cộng. Vậy thì vị trí tìm kiếm thì kế tiếp. Đấy. Vị trí tìm kia. Đấy. Vị trí tìm kiếm kế tiếp của chúng ta sẽ thực hiện cái công việc là tìm kiếm đấy. Ví dụ nhé, thầy lấy sâu này. Lần đầu tiên thầy tìm thấy sâu AB. Vậy tí nữa thầy tìm sâu AB một lần nữa. Nếu mà thầy sử dụng thằng S.file S1 đấy, thì khi đó nó sẽ thực hiện tìm kiếm luôn, trả về luôn về vị trí này. Do đó thì muốn tìm kiếm đến vị trí kế tiếp là thằng AB này, thì khi đó ta phải tìm kiếm từ vị trí kế tiếp của sâu. Vậy vị trí kế tiếp của sâu đó chính là cái thằng port mà mình vừa tìm thấy. Vậy thì nếu ta có S.file thằng S1 từ vị trí thứ P thì trả về vị trí sâu AB đầu tiên. Như vậy nó trả về vị trí này. Đấy, nên vị trí Q của ký tự A đây là 0, 1, 2. Vậy thì nó trả về số 2. Vậy thì tí nữa ta tìm thì ta sẽ tìm trong phần còn lại của dãy số. Nhớ nhé. Ta tìm trong phần còn lại, tức là từ vị trí tìm thấy cộng lên một đơn vị. Thì đây ta có S.file thằng S1 từ vị trí thứ P cộng lên một đơn vị. Đấy. Thì lần sau nó tìm thì nó sẽ tìm ở nửa còn lại của dãy số. Đấy. Tìm ở nửa còn lại của dãy số. Sau khi tìm xong thì ta thu được kết quả của bài toán.
Vậy đó chính là biến rét lưu số lần xuất hiện. Vậy thì ta đưa rét ra. Đấy, các bạn thấy bài tập về sâu nó rất rất rõ ràng đúng không? Khi ta biết sử dụng các hàm và thủ tục trên sâu. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ thực hiện cái công việc là thử code chương trình, ta nhập sâu S1, nhập sâu S2. Chừng nào mà nó còn còn nó trong sâu thì thực hiện cái công việc là tăng biến đếm lên và tìm kiếm nhảy con trỏ P từ vị trí tìm kiếm kế tiếp, sau đó ta đưa kết quả ra. Đấy, trên đây là cái bài toán đi đếm số lần xuất hiện sâu này trong sâu kia. Đấy. Bên cạnh đấy thì với cái bài toán này ở giải thuật nâng cao thì nếu ta có nhiều sâu S1 mà muốn đếm sâu này trong sâu kia thì ta sử dụng một số các cái giải thuật nâng cao về sâu. Tuy nhiên tới thời điểm ở mức độ trung học cơ sở thì ta chưa dùng đến. Nhưng các bạn có thể nghe thấy một cái từ khóa như KMP, cây chia rồi hát. Đấy, đó là những cái em sẽ sử dụng để đếm số lớp sâu này xuất hiện trong sâu kia một cách nhanh nhất. Rồi kế tiếp xin mời các bạn nộp bài làm bài này. Rồi xin mời các bạn suy nghĩ và bắt đầu làm bài nhé. Ủa, cái bài 100 nó đang bị eo à? Để thầy kìa sửa lại bài 100 nhé. Thì các bạn nộp bài 100 nó đang bị eo. Sửa lại test bài 100 đi. Ủa? Đúng rồi nhỉ. Có tên một đúng à. Sao sai được nhỉ? Bài 100 này các bạn thử chạy lại cái test này xem sao. Nó ra bao nhiêu? Tôi thấy test này đúng rồi nhỉ? Cái này có gì đâu. Các em chạy lại bài 100 thử test này nhé. Thầy thấy U bằng 8 này. 2, 4, 6, 8. Đúng rồi. H bằng 5. 2, 4, 5. T bằng 2. Đúng rồi.
Rồi, xin mời Việt chia sẻ bài làm. Chạy thử xem sao. À. Thử các show khác xem sao. Được rồi, ok, cảm ơn Việt. Các bạn chạy thử nộp lại thử bài 100 xem được chưa nhé, hay là cái bài 100 nó bị ngáo. Ừ đúng rồi, chạy làm bài 100 cái test thầy gửi ở trong tin nhắn ấy. Xem nó chạy làm sao mà sai, thầy vừa mở kiểm tra test ra thì chạy bằng cơm đúng mà. Thì sao các bạn chấm nó ra bằng không nhỉ? Tôi sắp đập vào ông Việt rồi đấy, ông làm kiểu all in one thế này sắp bị ăn trưởng rồi đấy. Ủa, sao ra ABC này ta? Chạy lại phát lên xem sao. Ừ. Chúc cái gì? Đập sao lại S0 bằng ABCD? Sao bị ăn đập đấy nhá? S0 mà khởi tạo bằng sâu rỗng như cả bài cũ như thế. Bài 100 như làm gì có khởi tạo ABCD? Ở trên kia là thầy ví dụ như thế thôi. Ở cái ông này. Xóa đi, khởi tạo nó bằng rỗng. Chắc có thằng Z nào dưới nhỉ? Z1. Em chạy lại test thì gửi trong nhóm xem sao. Cái test gì gì mà. Đủ mà nhà cái test sao các bạn nổ ra sai nhỉ? Rồi kể nó đi, rồi xin mời Việt chia sẻ bài làm. À quên, nhầm Hiếu.
Rồi Việt chạy à thay Hiếu chạy thử chương trình nào. Rồi, ok. Rồi, xin cảm ơn Hiếu. Rồi, các bạn thử nộp lại bài test 100 nhé. Test 100 thì thấy bài này hoàn toàn bình thường. Không có cái gì cả. Ý các em nộp lại bài test 100 nhé. Bài giải nén sâu ấy. Để xem nha. Bảy trăm. Giải nén sâu bạn chưa thể đi để upload video bài giảng. Các cái video các bạn vào trong playlist chọn cái thẻ LC là các bạn này làm xem để lần nào trong lúc mình ôn tập học ấy. Rồi và chúng ta sẽ sang bài kế tiếp. Vậy bài 84 ta đã xong rồi, đến nén sâu rồi ta sẽ thực hiện xóa sâu sâu con và ta làm bài sâu con nhé. Ta sang bài kế tiếp là bài số con.
À, đề bài cho chúng ta một cái sâu, một sâu được gọi là sâu đối xứng. Nếu mà đọc từ trái sang phải và từ phải sang trái thì ta đều được một sâu như nhau. Ví dụ như sâu ABA thì nó làm được xem là một sâu đối xứng, bởi lẽ sâu ABA được xem là một sâu đối xứng, bởi lẽ sâu ABA đổ đảo ngược lại nó vẫn là ABA, và khi đó nó là một sâu đối xứng. Vậy ta sẽ sang giải quyết cái bài toán này, sâu đối xứng. Đề bài yêu cầu là cho một cái sâu hết, đưa ra sâu đối sâu con liên tiếp của sâu hết là sâu đối xứng. Đấy. Hãy đưa ra một cái sâu con liên tiếp của hết là một sâu đối xứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải hệ thống lại một chút này. Đấy, trước đây ta có một cái bài là cho một sâu hết kiểm tra xem hết có phải là sâu đối xứng hay không. Để kiểm tra xem sâu S có là sâu đối xứng hay không thì các bạn sẽ thực hiện công việc là khai báo. Các em sẽ thực hiện công việc là khai báo một cái sâu trung gian, ta lưu nó lại, sau đó ta đi tìm sâu đảo của nó. Nếu sâu sâu S mà bằng cái sâu đảo của nó thì điều đó chứng tỏ sâu này là một sâu đối xứng. Ví dụ như thầy có sâu ABA, vậy thì sâu đảo của nó là ABA, vậy thì sâu đảo của nó bằng chính cái sâu ABA ban đầu, nên sâu ABA là sâu đối xứng. Ta có sâu AB thì sâu đảo của nó là BA, hai sâu này khác nhau, do đó hai sâu này không phải là sâu đối xứng. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết các cái bài toán như sau. Để xem nó có ai đang vấn đáp gì. Có bạn chưa? Các bạn chờ đợi một. Trước khi ta hướng dẫn các bạn thì Quỳnh. Rồi chúng ta sang bài tập kế tiếp, bài số con đối xứng. Ở bài toán này thì các bạn nhận thấy như sau. Đề bài là số 104. Đề bài hãy tìm sâu con palindrome là sâu đối xứng dài nhất của một cái sâu S. Như vậy ở cái bài này các em cần nhận thấy chúng ta cần phải tổ chức ra được một cái hàm kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đề đầu tiên thì bước đầu tiên ta nhập sâu S. Bước 2 đưa sâu con liên tiếp của sâu S. Sâu con liên tiếp thêm chữ dài nhất của sâu S ra là sâu đối xứng dài nhất. Sâu con liên tiếp thêm chữ đối xứng
dài nhất của số hết ra. Vậy thì cái lớp bài toán này là một trong những cái lớp bài toán rất phù hợp trong một cái đề thi, bởi vì nó quay về lớp bài toán đi tìm sâu con liên tiếp thỏa mãn điều kiện. Vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện như sau. À, các bạn sẽ thực hiện sau khi nhập sâu S xong thì ta sẽ thực hiện cái công việc như sau. Duyệt qua tất cả các sâu con của sâu S. Ta duyệt y chạy từ 0 cho tới s chấm sai trừ 1. Bởi vì các cái số trong sâu được đánh số thứ tự từ 0. Khi đó ta lại thực hiện tiếp duyệt qua tất cả các giá trị z chạy từ y cho tới s chấm sai. Bởi vì ở đây trong trường hợp xấu nhất thì ta không chọn được cái sâu nào có nhiều hơn hai ký tự, nên ta for z chạy từ y, nhớ nhá, z ta chạy từ y. Tới đây thì ta sẽ thực hiện cái công việc như sau. Thầy khai báo một cái sâu S0. Thầy sử dụng là copy trong sâu S. Để copy trong sâu S, thầy sử dụng cái hàm sub str. Từ vị trí thứ P, từ vị trí thứ Y, đi Z trừ Y ký tự. Với Y bằng 0, Z bằng 1, copy từ vị trí thứ 0 cho đến vị trí thứ một, như vậy ta sẽ copy được hai ký tự từ y đến z đấy. Rồi sau đó ta sẽ thực hiện cái công việc là kiểm tra xem nếu nó đối xứng hoặc là palin, các bạn có thể tổ chức của cái sâu S0. À quên, các bạn chờ thầy tí nhé, để kiểm tra lại thời gian, không thể cho mình bay màu ra ngoài ngay. Ủa, thì rồi không kịp rồi. Mới có kịp không? Bạn chờ tí nhé. Nếu không kịp tí nữa các bạn là nó thoát ra ta vào lại nhé. À, vẫn kịp. Không hiện. Tay của mình nhanh hơn cả máy tính. Rồi, kế tiếp thì cho mình sẽ tiếp tục với bài toán như sau. À, sau khi ta thực hiện copy trong sâu S từ vị trí thứ y cho đến z trừ y ký tự, thì ta kiểm tra xem nếu nó là được số đối xứng, thì ta sẽ cập nhật lại độ dài của nó. Vì vậy thì nếu nó là đối số đối xứng thì ta lại kiểm tra xem nếu cái thằng S0 chấm sai mà lớn hơn thằng red. Trong đó red ban đầu ta khởi tạo là một giá trị vô cùng bé, lưu độ dài lớn nhất. Thì nếu S0 lớn hơn Z thì chứng tỏ rằng tới thời điểm này đây mới là độ dài lớn nhất tìm được. Thì thầy thực hiện hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, thầy sẽ lưu lại độ dài Z thì bằng thằng S0 chấm Z chấm sai. Cái thứ hai, thầy lưu à, chỗ này thầy lưu cái sâu S2 là sâu kết quả. Thầy lưu nó sâu kết quả đi. Thầy lưu nó bằng sâu S. Đấy. Bằng sâu S0. Bởi vì sẽ bây giờ S0 nó đang là một sâu đối xứng mà. Tới thời điểm này bạn nào cốt được cái hàm bool kiểm tra xem một số có là số đối xứng hay không, à, một sâu có là sâu đối xứng hay không. Nếu cốt được các bạn comment giúp thầy số 1. Bạn nào chưa cốt được comment giúp thầy số 0. Wow, sao ông Việt ông cốt ngay comment số 0 đấy. Tôi về với ông Việt quá. Thầy hỏi chưa xong mà nó comment luôn xuống không đòi buồn ghê. Nhưng thôi không sao. Rồi cảm ơn Dũng. Nay không có gì ăn. Chả, để thầy mời các bạn nhưng buồn ghê. Không có gì cả. Rồi, tới đây thầy cho mình đã xong. Vậy thì chúng ta đã giải quyết xong được cái bài toán là kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không nhé. Vậy thì bây giờ sau khi thực hiện xong, cái ta thu được sâu kết quả là kết quả của bài toán. Sâu red, red là lưu độ dài lớn nhất thu được. Vậy thì bây giờ ta sang bước 3. Thì ta thực hiện đưa sâu kết quả ra.
Nếu lưu ý rằng ở bài toán, nếu mà ta người ta hỏi độ dài, nếu bài toán là tìm sâu con đối xứng dài nhất, sâu con liên tiếp đối xứng dài nhất của số S, nếu mà người ta hỏi độ dài lớn nhất thì các bạn đưa, nếu hỏi độ dài lớn nhất thì đưa thằng Z ra. Đấy. Còn nếu mà người ta hỏi sâu kết quả thì ta đưa sâu kết quả ra. Như ở bài toán này người ta chạy cái nó thu được là sâu ABBA mà. Đây. Như vậy tới thời điểm này ta đã giải quyết được cái bài toán. Tuy nhiên chúng ta đang gặp một chút khó khăn, đó chính là cái công việc kiểm tra xem một sâu có là sâu đối xứng hay không. Vậy thì bây giờ ta sẽ đi tổ chức một cái hàm ở trước thằng main nhé. Rồi để kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không, thầy tổ chức một cái hàm, khi nãy thầy gọi nó là hàm đối xứng của một sâu. Để kiểm tra một sâu có là sâu đối xứng hay không, thầy lưu một cái sâu SU, thầy khai báo một cái sâu SU, thầy khán bằng thằng sâu. Sau đó thầy thằng sử dụng thằng reverse thằng u chấm bin vậy u chấm n thằng reverse này là hàm lật ngược sâu à, thủ tục lật ngược sâu. Ví dụ như sâu nó đang là sâu AB thì sau khi gọi reverse u chấm bin phải u chấm n thì sâu AB nó sẽ biến thành sâu BA. Đấy, reverse ta gọi chữ thường nhé. Sau khi thực hiện xong công việc này ta thu được sâu u. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu sâu u của mình, tức là sâu sau khi đã lật ngược ấy, mà bằng sâu SU ban đầu, sâu SU đó là chính là thì ta return true. Ngược lại ta return false. Đấy, từ đây thì ta đã giải quyết xong được cái bài toán trên nhé. Rồi, như vậy thì sau khi thực hiện công việc trên thì thầy trò mình đã thực hiện là xong cái bài toán đó là đi kiểm tra xem ta đây sẽ đi tìm một sâu con liên tiếp dài nhất mà có độ dài mà và mã điều kiện là rồi nhỉ, là sâu con của sâu có độ dài dài nhất. Đây, thầy chụp lại video bài giảng thầy up trên cái YouTube Đặng Tuấn Thành, các bạn nhớ xem lại nếu chưa nắm rõ những cái nội dung này. Ok, đã ta giải quyết xong cái bài sâu con.
Rồi các bạn làm bài nữa đi. Chịu quá. Rồi xin mời Việt chia sẻ bài làm. Đã. À, Hiếu chia sẻ chưa?
Nó là một string nhé, bởi vì u đang là string mà. Và hai cái dòng đấy sao cả hai cái đều return false đấy nhỉ? Nó phải có một cái thằng return true chứ. Cái thằng river.begin, u.begin, em đang sử dụng dấu phẩy.begin. Đấy, u phải begin kìa, nó là u.begin này. Rồi dòng số mấy phát là nó đen xì như cùng chì dòng số 6 ấy. Thay dấu phẩy bằng dấu chấm. Rồi tiếp tục. Bỏ cái ngoặc trước eo và cái ngoặc ở trên thằng if đi. Cái thằng này hay cái cụm lệnh này nó có phải con của ai đâu mà cả câu lệnh trước eo nữa. Cái ngoặc trước eo. Cái ngoặc trước thằng if đó. Hai cái thằng đấy bỏ đi. Cái thằng trước thằng if u bằng su ấy, xóa thằng đấy đi. Đó, vì thằng đấy nó không con của nhảy từ chờ à, không format lại câu tưởng nhỉ. Rồi tiếp tục đi. Red nó là một số nguyên, nó lưu về độ dài. Cái đó là s chấm sai. Sao str chứ? À, chỗ kia nó thừa chữ T nhé. Sau chữ sắp bỏ đi chữ T thì đấy thầy có thừa đấy. Sắp str thôi. Bỏ chữ T ở dưới. Đấy, cái T đã bỏ đi. Để sửa lại này. Sắp str. Để thử xem sao. Ba lỗi gì ạ? Bỏ ngoặc cái đấy đi. Bỏ ngoặc dòng 24 đi. Mở cái ngoặc của thằng Z ra. Đây. Em đang thiếu một cái dòng nếu s không chấm sai lớn hơn z. Nếu S0 lớn hơn sai chấm chấm Z nó là trước dòng 23 ấy. À quên, trước dòng 24. Ấn dòng 24 thì tụt xuống. Đấy chưa đấy. Bên trên ấy. Bên ngoài ấy. Đấy là lại thêm nếu cái sâu này có độ dài lớn hơn kết sâu kết quả. Đây.
Nhìn theo hướng dẫn nó mà code thế nên nới S0 lớn hơn thằng S0 chấm sai lớn hơn Z của em đấy, em bỏ vào chỗ dòng đấy. Sao lại cắt nó lên trên đấy? Dòng 24 đổi ngược lại cái dấu đấy. Dòng 26 thay nó bằng dấu bằng. Cuối chương trình đã đưa xong kết quả ra chưa? Đưa ra rồi. Em chia sẻ lại cô nào lăn lại từ trên xuống dưới nào. Lên trên cùng ấy. Yeah. Ở cái dòng số 22 em lấy là j trừ y cộng 1. Rồi chạy thử lại chương trình. Ủa, sao nó không ra nhỉ? Quay lại cô chương trình nhưng nhìn cái này nhìn là gì? Mở cô chương trình ra nhìn màn hình đen này làm gì nhỉ?
Em gửi cái code này qua nhóm Zalo hoặc cửa sổ chat đây này, về Zalo đi để đỡ nó mất định dạng. Hiếu gửi lại cái code qua Zalo ấy. Bên nhé. Đây, dùng.
xem.
Alo. Rồi thầy vừa chữa được bài của Hiếu, xem là sai chỗ nào nhé, chỗ so sánh đối chứng cho nó. Rồi, ok, như vậy bài vừa rồi đã xong nhé. Việt chia sẻ bài nha. Để xem. Để mà quay trở lại đầu chương trình để xem lại nào. Cái chỗ đấy, cái chỗ dòng 26 em mới lên tơ tụt xuống đấy. Em gắn red thì bằng S0 chấm sai. Cứ Hiếu khi nãy xem lại tí là được. Để chạy thử đã, ok chưa? Ủa, sao nó vẫn không đây nhỉ? Quay lại chương trình nhỉ? Để xem. Quay lại đầu chương trình nhỉ? Lên trên nữa đi. À, J chữ Y cộng 1. Đây, cái dòng số 22. J chữ Y cộng 1 cộng thêm một ký tự nhé. Cái này thì ở trong thuật toán thì hướng dẫn lỗi. Bởi vì khi Y bằng J thì nó
không có ba phần tử nào. Trở lại chương trình nhé. Nó chưa load lại đâu, em chạy lại đi. Rồi, quay lại. Ừ, nó vẫn không à, quay lại code em sử dụng các loại C in S em. Rồi 18. Nếu cái bài này nó sai lỗi ở đâu mà. Đóng cái cửa sổ kia lại. Gõ bừa cái bài ký tự nữa. Sao có đuôi chấm phẩy à? Remove nó đi. Lại cốt này lại ngắm lại ăn. Nhảy chút phải format lại cốt đi. Để trước đây nó phát hiện ra chúng ta xài cho này. Rồi tóm lại bài này Việt sự in code của thầy ra xong sau hai cái code xem nó cách nhau giống nhau thế nào nhé. Thầy nhìn mở mắt thấy nó y như nhau chẳng khác. Ở cái dòng 23 em bỏ cái chữ bằng chu đi nào. Bỏ cái chữ bằng chu đi. Bỏ luôn đi. Bỏ luôn chữ chu đi. Rồi chạy luôn xem sao.
Chán nhỉ. Nói thế Việt với Hiếu so lại cốt với bài của thầy nhé. Chưa phát hiện nó ra được. Rồi hôm nay thầy cho mình nghỉ ở đây nhé. Các em hôm nay đã làm lại, ngày mai các em rảnh rỗi lúc nào làm lại toàn bộ các bài tập về sâu này. Ok nhé. Bye bye các em. Thầy dạy online đây. Để tối này để ngồi ngó xem lỗi nó ở đâu. Ừ, thầy chào các em. Chắc chắn nó chỉ ở đâu đó, chưa biết nó xài chỗ nào. Tí Việt gửi lại cái code ở qua Zoom cho thầy nhé, à qua Zalo nhé.